Rồi quậy chạy vào đi. Bắt đầu luôn nhá. 30 giây. Cháy. Bỏ lên. Alo, viên đình báo cáo tại cơ sở giao phát đã xảy ra đám cháy. Đề nghị đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đồng Lối chỉ đạo coi như các ban ngành đoàn thể hỗ trợ báo cáo lên. Cái nhà ở ngoài kia. Nhưng mà phải lấy nhọn rồi coi như bôi vào mạnh vào. Đấy, bóp chân. Không thế. Chưa được 1 phút rưỡi được rồi.